Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước vừa tổ chức lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu 6 tập đoàn tổng công ty do Bộ Công Thương làm chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp sang Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, việc tách bạch chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp ra khỏi các cơ quan quản lý hành chính nhà nước là cần thiết để kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước tập trung năng lực vào thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Bộ Công Thương có 6 doanh nghiệp thuộc diện bàn giao sang ủy ban, gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba. Đây đều là những doanh nghiệp có vốn hóa cao, tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ hiện tại trên 555.000 tỷ đồng, bằng 1/2 tổng số vốn nhà nước mà Ủy ban nắm giữ của 19 doanh nghiệp chuyển về Ủy ban. Các đơn vị này có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.